Cái gì nó nổ anh nhỉ? Cái gì nó nổ? Tôi muốn về ngay căn lều tựa ven đê, thương thân lòng đong bao ngày không giấc ngủ. Đêm nay giao thừa ảm đạm những làn mưa, thân tôi như thân lửa một đời mãi xác xơ. Pháo nổ rồi nhưng mà chưa giao thừa đâu, bao giờ nó phải nổ rộ lên thì lúc đấy mới giao thừa. Tôi muốn đàn con giao thừa được no cơm, quanh năm ngô khoai chia từng muôi cháo loãng. Tôi thương thân mình một đời kiếm bèo chui, tôi thương cho người vợ hiền lấy nhầm tôi, tôi thương cho người vợ hiền lấy nhầm tôi. Ai ơi, tao thừa rồi nó chả xin được cái gì, được mỗi 5-6 nghìn à. Alo, à, vợ à? Ừ, anh xin được đâu đấy tầm 100 triệu thôi. Ừ, chuẩn bị quần áo đi, tí nữa anh đánh con đôn roi đi nhà hàng rồi đi xem pháo hoa nhé. À không thích đôn roi à? Ừ, không thích đôn roi thì đi mây bách. Ừ rồi rồi, anh về đâu, anh về đâu. Đi về thôi.